Bon dia, mama, mama. Bon dia, bon dia. Tudo bem? Oh, muito terra. Tá bom. Sim. Mama, mama. Oi. Casosa. Bolo, ó. Sim. Frango. Tá bom? Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog, đồng loại Châu Phi. Ngày hôm nay là Khánh cùng mấy chú là đi từ sáng đến giờ, mấy bạn lái xe là đi qua cửa hàng là mua đấy, thùng đùi gà và một thùng khạch và hai két nước và chai dầu ăn. Là đây là món quà của một chị giấu tên ở Tuyên Quang có gửi cho Huy Khánh 1 triệu đồng. Thì là chị bảo Huy Khánh là đổi bữa cho bà con. Thì là hôm nay là một bữa của bà con thì cũng trả hết được một thùng đùi gà này đâu các bạn. Thì là bởi vì không phải là mở tiệc ấy, mở tiệc thì có thể ăn hết. Nhưng hôm nay là công việc làm thì là làm sao mà để bà con làm sao chia cho hợp lý, ăn 1, 2, 3 bữa là sẽ hết cái thùng đùi gà này. Nó 10kg cơ mà. Công đi ra đây. Công đi ra đây. Aki Farangu Grande. Tao bảo á. Thế vui mama. Mà tí bữa đây Avri mama về á. Mama mama công đi ra vẫn phải aki về. Xe. Cho tao ngửa đây. Mở cho các bà con cái xe cho sướng. Đây là chị giấu tên ở Tuyên Quang, chị hỗ trợ bà con bữa ăn. Đổi bữa cho bà con ta bông. Ăn đi ăn mà. Ê, cô đã về á. Ê, sao bơ. Aki. 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 Tipo sumo. Martin Comra để bôi mama Terega Fin của casa. Tá bom? Đây là món quà cho các em nhỏ. Aki, tudo mama. Depois, tem một ít cansa. Bye bye. Tá bom? Martin de Sao Leo cùng Palango Aki để bôi bắt cuộc sinh nhà. Tá bom? Tôi đã đi. Obrigado, patrocinador. Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Thì là thay mặt bà con bản nào 16 hộ, bản nào Hoa Hồng thì là cho Huy Khánh gửi lời cảm ơn đến chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn theo dõi và đồng hành cùng Huy Khánh. Anh cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Thế bây giờ là Khánh lại cho bà con bắt đầu làm. Mama. Tao bảo nữa, vô đại vào để cho nó không bị tan đá đấy. Còn đâu là tin nát nữa, bảo bà con là chia ra. Bà con nhìn đùi gà to sướng. Mama. Tiếp bao lần. Cú mẹ ra, cú mẹ ra, cú mẹ. 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 Motorista, motorista rápido á. Anh chơi bà con rồi đấy. Nhìn đấy, bà con nhìn đồ ăn nhiều rồi thì giờ phải chạy xe mạnh à, khỏe à. Hôm nay là công trình đập nước tiếp tục. Là bà con từ sáng đến giờ trong lúc chờ đợi Huy Khánh xuống là bà con đã tôn được cao như này rồi và tôn rộng ra đến kia rồi, gần đến cái điểm đóng cọc rồi. Bây giờ thì hôm nay là Khánh cũng cầm dây thép xuống đây. Thì là bây giờ là chú là mới một người nữa. Bây giờ Khánh sẽ sắp xếp. Ôi. Bây giờ bố cùng mấy cả chú A vào đây kìa. Bố. Cùng với chú A vào đây kìa. Chú ấy khỏe đấy. Để đi đi lay cái cọc này, cọc nào không thẳng thì lay lại bố. Xong rồi cho đóng xuống, đóng thẳng, xong rồi bắt đầu buộc. Xong mình khênh dần bao ra. Mình vừa tôn đất mà vừa buộc. Hôm nay Khánh phải mua 3 cuộn dây thép cứng rồi này. Chưa cho quý vị khán giả xem này. Đây. Phải dây thép này thì mới níu được cái hai thanh gỗ này các bạn. Đấy, kéo căng mà để níu. Đây con cứ để đây nhá. Rồi ok. Đấy để bố cứ cắt bất tí thôi. Sì củ. Xem cái khoảng cách như bao nhiêu thì mình níu. Mặt tên đúng. Nào bố.
Cava 50, 50, 36 tế A quá mama. Xe. Đây chú Sì Cù là một mình một ngựa ở chỗ này đây. Chỗ gốc chuối này. Bà vô tí Sì Cù. Bà vô. Đấy chú cuốc ra đây xong là chú hất luôn vào kia các bạn. Xe. Đấy chú rất khỏe luôn đấy. Tinh thần của bà con với của chú Sì Cù là quá tuyệt vời. Đây là người dẫn đầu, người dẫn đường nó phải như này các bạn. Đây ạ. Đây là điển hình của bà con bản nào 16 hộ, bản nào Hoa Hồng. Đúng là nếu mà Huy Khánh đến bản, mình có nhiệt tình, có lăng lổ, nhưng nếu mà không gặp được người biết cách làm sao mà biết cách nói chuyện với bà con, hay là gọi là bảo ban bà con những lúc mà Huy Khánh không ở đây, hay là trông nom cánh đồng, đồng ruộng, thì thực sự là đến ngày hôm nay là Khánh cũng không thể hỗ trợ được bà con đi được đến bây giờ đâu các bạn. Đồng ý là người Việt Nam mình, các mạnh thường quân cùng với Khánh là giúp đỡ bà con, nhưng vẫn cứ phải là tinh thần trách nhiệm từ bản làng, từ cái nơi thực tại đấy. Nên là bản làng có những con người như chú Sì Cù và nó truyền cảm hứng cho mọi người, nên là các mama là có tuổi nhưng đều rất là chịu khó. Nên là quý vị khán giả là xem video của Huy Khánh từng tập một, thì là quý vị khán giả ủng hộ bà con và ủng hộ team nhá, cho Huy Khánh một lượt thích, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Khánh xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ này Khánh bắt đầu tay vào công việc cùng với chú với bà con. Mama gracias, mama Maria. Thế, qua đi mama. Tạm vâng mama. Hai mama có tuổi thì cứ thế này thôi. Bully tụi mama. Tạm vâng mama. Các mama có tuổi là Khánh cứ sắp xếp làm sao là cho các mama đi vén dây. Xong là đi, hết vén dây xong đi dọn cỏ thôi, chứ mama không cuốc được đất, mà cũng không đùn được xe rùa, mà cũng không xúc được, cũng là việc lặng. Tào bô, mama sao mà tên anh Si mà. Ngày xưa là cái ruộng khoai lang kia thì là Khánh cho cấm 2-3 lần cái dây này các bạn này, cái giải ra cấm này. Nhưng cuối cùng là củ bị kém, nên là cũng không biết là do ngập úng hay là do mình cấm. Nên là theo tư vấn của quý vị khán giả là bảo là không nên cấm, nên cứ vắt nó lên thôi. Còn sau này 5-60 ngày sau thì khi mà nó xuống củ rồi bắt đầu mình mới cấm ngọn. Thì là Khánh cứ làm theo như thế để xem thử nghiệm các bạn. Xem như thế nào. Phải 2 vụ thì mình mới đánh giá được. Còn bây giờ thì Khánh chưa biết là lý do vì sao mà cái đợt trước là nó củ khoai nó ít, nên là mình vẫn nghi ngờ đó. Còn giờ phải cần phải tính. Ui giời, chưa trèo lên giếng được. Tao bông, bông bông. Thế kì. Để là Khánh san ra để cho mọi người đổ xuống dưới đất. Hay sàn sàn qua này là mọi người chạy xe rùa là chạy thẳng lên đây luôn các bạn. Khánh tạm thời cứ để lại một khe này cho nó nước nó chảy. Mình sàn cao lên, sau này mình chạy thẳng ra mình nấp luôn, để lại một khe tầm khoảng 1 mét. Xong khi mình nấp nó có 1 mét rồi thì áp lực nước nó không mạnh nhá. Mình nấp đến đâu là nước dày đến đấy luôn, là thành cái đập của mình luôn. Mình đóng cọc, mình thả bao, mình nấp đất nhanh luôn. Đánh cuốn chiếu các bạn. Tạm bông mama. Okay.
Mama. Tabo. Vì khái nhà sao? Cho bà con cái đổ dần ra đến chỗ cọc kia. Xe. Cả xe hiểu á? Cách nào cái đoạn đường này đầm qua để cho mọi người chạy được, cái xe rùa chạy ra thẳng ra đến đây. Tập trung mấy ngày là làm cho nó đẹp thế. Cái đập nước các bạn. Chú với cả bạn Flavio đang chỉnh lại cái đường cọc rằng, sau đó buộc rằng lại các cây luôn. Đây, anh cho quý vị khán giả xem này. Phải làm như này thì mới chắc được các bạn. Ở dưới đây là hàng bao chân là rất là sâu rồi. Đợt trước là của Khánh là hỗ trợ bà con là mấy chục bao ở dưới đây rồi. Nó chỗ dưới chỗ này nó phải tầm khoảng gần 50 bao luôn nhỉ. Ở đoạn này rồi, nguyên một chục này rồi. Thì bây giờ là mọi người đóng xuống như này, xong rằng ngang lại như này các bạn, rằng thành một đường này luôn. Xong lát nữa chỗ đất này nè, bây giờ chú Suy Cù chú đang ở dưới chỗ hất tạm lên đây. Xong ở đây là hất tạm xuống dưới này, là để lại khoảng mấy chồng bao. Bắt đầu xếp rằng bên ngoài, xong là các hàng cây này lại đóng sát bao luôn. Xong lại rằng ngang nữa, có nghĩa là làm thành đường D này luôn. Giờ chú mấy bạn Flau Ghiều đang định hình lại cả hai cái đường này. Quý vị khán giả nhìn có chắc chắn không ạ? Nên là một hàng D này đằng sau này là Khánh cũng làm như thế luôn. Đây, mọi người cứ đổ đất đây. Hàng đằng sau kia là Khánh cũng làm như thế. Đổi từ đây ra đến kia luôn. Nguyên một cái thành giếng này là mình làm to đùng luôn. Để mọi người đi ra đây là ra giếng. Ở đây là Khánh sẽ lấp lên đây, để lại 90 phân. Nên là nhiều đất lắm các bạn. Chỗ này á, nó đổ bao nhiêu đất xuống là nó nún xuống á. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, vẫn nún này. Bây giờ mình cứ đùn xong là xe rùa, mình cứ xe rùa lặng nó mấy chục cân, nó chạy qua nó cứ lén dần lén dần. Các vị trí nó cứ lén dần xuống. Giờ Khánh cứ cho bà con tôn thôi. Cái đập nước này là không thể làm cho một ngày xong được các bạn. Nên là chắc là cũng phải vài buổi. Vài buổi làm cho nó sạch đẹp luôn. Xong là mình mở một cái đường bên kia. Bên kia nó có sẵn cái đường rồi. Thì mình cứ để cái đường kia thôi bố nhỉ. Có phải kè lên một tí không? Kè lên cho nó bằng cái đường này của mình đúng không? Để lại tầm khoảng 50 phân thôi bố. Yeah. 50, 20, 30 phân thôi. Nước nó dành lên thì đằng nào nó tràn qua mặt giếng mà. Sau này cái mặt này là khi đầm chắc rồi là Khánh sẽ đổ bê tông luôn các bạn. Đổ chắc luôn. Là nước là chỉ có chạy qua mặt thôi. Có lún xuống thì là nó cả một tảng bê tông nó dày đấy. Là nó cứ lún thôi. Nó không thể lấy đất của mình ở dưới đất này đi được. Vì đây là Khánh kè hai đường rồi thì là nó không thể phá cái này đi được. Nước nó đến nó dồn lại nó chỉ dành lên thôi. Nên là sau này cái hồ nước này là sẽ trữ nước được tầm khoảng 2 mét. Tầm khoảng 2 mét nước. Chiều ngang này tầm khoảng 10 mét. Có thời gian này Khánh sẽ cho mọi người đào tiếp về đầu kia. Còn giờ tạm thời là đào hết đoạn sâu sâu này xuống là để lấp ra đây. Còn đây chú Si Cù là hai chỗ gốc chuối này. Chỗ này một gốc này, chỗ này một gốc này. Là chú cũng đào sâu được xuống dưới đây này. Đây này quý vị khán giả này. Đấy, mình đào sâu xuống như này. Cảm ơn thưa Si Cù. Đây mọi người đào cũng đã chỗ ba là đến gần mặt nước này các bác. Lớp này là chưa đến lớp đất đá vàng. Ở ngày xưa ở bên này nó sâu thì nó đến nước đá vàng. Còn bên này mình đào thêm là để trữ nước thêm khoảng hơn 1 mét nước nữa thôi. Chứ mình không thể đào sâu được như kia. Có thể bên trong này Khánh đào sâu được xuống dưới bằng tầm này. Nhưng còn đâu là cái đoạn giữa này thì mình vẫn phải để một cái bờ. Xong lúc mình đào sâu xuống thì nó chỉ được tầm khoảng hơn 1 mét thôi. Bởi vì mình để cái bờ để mình ngăn nước để mình đào sâu bên trong mà. No me acuerdo el arroyo. Ah. ¿Tú conoces el agua? ¿Problema hay ahí?
quá chắc luôn. Này mình giằng ba vào hai bên xong lại giằng hai đầu vào quá chắc luôn. Thôi nhìn nhìn thấy thành công rồi. Quý vị khán giả có thể nhìn này, cái cây này ngày xưa là ở trên đầu nguồn nó trôi cái cây ngang này này, cả một cái cây to đùng này này. Nó trôi kiểu gì mà nó lại nằm ngang, nó nằm luôn cái rằng cho đập luôn, quá chắc luôn các bạn. Đây nó cắm sâu dưới sâu, nó thân nó to đùng này, sau đó nó chắn ngang luôn, nó xóa luôn cả vào cái rìa kè này luôn. Thế là coi như là được một cái rằng chắc luôn. Ở dưới này thì bao quá chắc rồi. Ở trên này là xếp bao vào, đóng nữa là đẹp luôn. Đấy quý vị khán giả nhìn cánh buộc rằng này được không ạ? Chú với cả bạn Flavio là vừa đóng vừa rằng. Hai chú cháu ở nhà tính toán làm sao mà làm sao để cái đập nước chắc chắn nhất có thể các bạn. Đây con dao này để cẩn thận đấy vui, đi sẵn vào chân đấy. Đây con cắm đấy nhá. Để sao nào? Cắm sát chỗ giếng này này. Khánh thì sắp xếp được cho bà con xe đất rồi đây. Sắp xếp cho hai mama có tuổi, mama Gracia nó là mama Ria đi nấu cơm các bạn. Để tí các mama nằm ở đây nè. Đây là có cơm ăn luôn. Gà, đùi gà thì các mama là cứ dán lên thôi. Đổ dầu vào là được. Chứ các mama già yếu thì chỉ sắp xếp đi dọn cỏ với cả nấu cơm thôi. Chứ các mama không đùn được cái xe đất mấy chục cân này. Viên gạch thì nó có mười mấy, 20 cân thì mama còn ấy được các bạn. Chỗ cây này thì đã cũng chưa đủ nhưng đang phải tập trung nhân lực để nấp cho nó gọn hết đi các bạn. Đến lúc nó còn ít đấy. Nó còn ít thì mình có thể sắp xếp một nửa đội hình là đi chặt cây. Mới đợi các bạn thanh niên nó khỏe lại để vào rừng vác cây. Đấy, các mama này chỉ đi chở đất như này thôi các bạn, chứ không vào trong rừng 5-6-7 cây số đi vác cây được, nên phải đợi các bạn thanh niên khỏe lại. Bây giờ là chú Sì Cù đang là cuốc cái này hất luôn xuống dưới đây một tí để cho chú rằng cái đường đấy. Tí Sì Cù bút xa Akila đồ á bao á. Tí Sì Cù bút xa na đồ. Ok. Chỗ này xem nào, mấy chục khối đất luôn. Đến đây 2 mét, 10 17 70. Ủa ơi, 140 khối đất các bạn. Các mama phải xem 140 khối đất. Không đơn giản. Vừa phải cuốc. Vừa phải chở thay phiên nhau 140 khối đất đấy. Nó lún xuống 150 khối đất, không đơn giản đâu. Mấy ngày mới xong được. Tạm không? Bây giờ rồi á. Thôi cho mọi người nghỉ giải lao tí đi bố. Vâng, giải lao đi, giải lao uống nước ngọt. Mama! 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 Đi can xà bê bê gà rô xà. Đây xà, Matilda xù đà. Mama đi can xà. Ây da. Ui giời ơi, đoạn này nó cao, mình san ra. Khánh bảo các mama này nghỉ uống nước ngọt á. Để lại gọi là để lấy sức để chiến tiếp. Motorista. Không khí mà con làm việc rất là ok luôn các bạn. Vâng mama. Bye Aki mama. Ôi đi Sì Cù. Đi xa. Đi can xa. Gà rô giá. Tiếp bao là DVD á. Ôi giời. Đi bao là DVD. Bỏ cô ấy để chia cho mọi người. Đi Sì Cù. Bà ba, ăn tốt liền. Ôi, nghỉ ra nào tí. Bà la viu. Tất cả mà ba.
Ui giời. Tiếp bao là? Ôi giời. Rồi các bà ma nấu cơm này tí uống sau. Đi ăn cơm uống sau. Isu kaso za patro sirdo da mama. Si. Si. Frango ku kaso za patro sirdo. Si. Azura comunidad de Taifosa. Acaba aquí, si tu para agua. Anh bảo bà con đã hôm nay đồ ăn với cả nước ngọt là Mạnh Thường Quân hỗ trợ bà con là làm đập tràn. Bà con ăn uống có sức khỏe. Tạm bông. Ngọt đấy. Cui à nè. Sì cụ. Eu assino lingua Việt Nam nhá. Chanh. Yeah. Limao chanh. Chanh. Chanh lingua Portuguese limao. Quả chanh, chanh, chanh. Quả chanh. Quả chanh. Ngon. Mũi từ ngon. Đấy, vào làm việc. Mũi từ ngon. Bà con trong bản đề kháng yếu thật. Dù gì mới đi viện về mà lại ốm lại ngay. Không hiểu cái bệnh viện bên này là kiểu gì nhỉ? Thế đi vào đi đến bệnh viện tiêm mỗi mũi không cho về luôn đấy thì còn thì đã chữa. Thế không hiểu cái kiểu gì luôn. Tiêm đúng rồi. Nhưng được mỗi cái là bệnh viện bên này nó không mất tiền. Nên bệnh viện không mất tiền nên nó chữa cái kiểu đấy. Các bệnh viện các bác. Đến ở Việt Nam là đi viện là mất tiền nhưng bên này đi viện không mất tiền. Ốm vào tiêm một mũi không cho về luôn xuất viện luôn. Không. chữa kiểu chữa cho có không nhận không đúng không không thủ tục cơ bản là cái bao cấp cái này khác thì người ta đất nước bao cấp nghèo làn lạc hậu nó hỗ trợ mức độ thôi nên là cuộc sống người dân là vẫn còn vất vả dài dài các bạn có bản làng nào cố gắng thay đổi thì là sẽ tiến lên làm giàu thôi chứ còn đâu là nếu mà mọi người lười và lại ốm đau bệnh tật liên tục thì là thực sự là vấn đề rất là lớn cho các cấp bậc lãnh đạo ở Angola. Bà con nghèo thì chỉ vào viện miễn phí thôi, nhưng mà vào viện tốt ở đây nó đắt hơn Việt Nam đấy. Người giàu thì người ta vào dịch vụ thì dịch vụ đắt hơn ở Việt Nam. 1.000-2.000 đô một ngày thì bà con đến đâu tiền. Bà con này chỉ vào cái bệnh viện gọi là hỗ trợ đâu bao cấp thôi. Nên tại sao mà Khánh khi tìm hiểu nói chuyện với bà con mama. Mama sạc à? Mama sạc nước ngọt. Mama sạc môi tuổi. Mama sạc các bạn. Kiểu nó có gà nó sốc. Nước gà nó sốc. Khánh này tiếp cuộc câu chuyện nè. Khánh đã từng hỏi bà mama là tại sao đẻ nhiều. Tại sao các mama lại cứ đẻ nhiều thế? Nhưng có mama mà đẻ nhiều để sau này có thể có những gia đình ấy, đẻ 7 người con nhưng trong một ngày chết cả 7 người con luôn. Nên là không hiểu điều gì luôn các bạn. Nên là Khánh mới bảo bà con ở Việt Nam chỉ đẻ 2 đến 3 người con thôi. Em bảo các mama là tại sao không đẻ 2 3 người con để chăm sóc cho nó tốt. Nhưng mọi người bảo ở bên này nó kiểu như là có phù thủy ấy. Người ta lại có thể là hại nhau ấy. Nên là cái vấn đề là người ta phải đẻ thật nhiều đến lúc mà có rơi rớt mất vài người thì vẫn còn người khổ cái tư tưởng cái quan niệm vẫn như thế rất khổ. Cái khu vực dân nghèo trẻ con 5 tuổi là tính là chưa chắc mà Việt Nam 5 tuổi là ok rồi đấy. Vâng. Đi học lớp mẫu giáo lớn rồi đây thì 5 tuổi cứ bò lê vạ vật rồi. Mà tôi đùng cái hôm nay khỏe mà chết thế mới tài nhỉ? Có cái bệnh gì đi bệnh viện hôm trước sau mà bệnh viện không chữa được nhá, không chữa được. Vâng. Kiểu sốt rét sốt ác tính. Vâng. Nên là dân nghèo người ta vẫn còn khổ
Nên mà để thay đổi được cuộc sống người dân Angola thì nói chung là đất nước Angola chắc là phải cần phải 20-30 năm nữa. Phải một thế hệ như bạn Flavio này nè, Flavio này 20-30 năm nữa là thế hệ con của Flavio là bắt đầu ok đấy, đúng không? Là được ăn học, là cũng là kinh tế phát triển thì có tiền, đúng không? Cái nhà cái cửa đàng hoàng thì là lúc đấy cuộc sống mới ổn định được. Nên thôi thì Tim Huy Khánh thì cũng đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ bà con bản làng, còn không biết là sau này có cơ hội để giúp đỡ những bản làng nữa hay không. Nhưng trước mắt thì Huy Khánh đang hỗ trợ bà con ở đây bởi vì cái duyên ông trời sắp đặt. Huy Khánh với bà con gặp nhau thì là hy vọng rằng là trong quá trình Huy Khánh hỗ trợ thì cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý mạnh thường quân và quý vị khán giả theo dõi kênh, khán giả cũ cũng như là khán giả mới vào xem kênh thì là ủng hộ Tim Huy Khánh cùng bà con bản làng Hoa Hồng. Thì là hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới là bằng tất cả những nỗ lực của bà con đến là Tim thì là bà con sẽ thoát được cái đói đầu tiên, xong dần dần bằng những cách thức Huy Khánh bàn bạc với bà con cách nào hợp lý thì bà con cố gắng làm sao mà trong thời gian tới nhanh nhất trong vòng 1-2 năm thì bà con có thể thoát được cái nghèo. Đấy là Khánh đặt mục tiêu được như vậy thì rất mong là nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả và mọi người thì like và share cho Tim Huy Khánh và đăng ký kênh cho Tim Huy Khánh. Đấy là cái động lực rất là to lớn để chú cháu Huy Khánh hỗ trợ bà con và muốn lan tỏa yêu thương tới tất cả mọi người. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay là rất là cảm ơn chị Mạnh Thường Quân đã tài trợ bữa ăn ngon cho bà con. Không phải một bữa, Khánh chia nhỏ ra là khoảng 2-3 bữa. Thì là rất là cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Hả? Bây giờ là Khánh cùng với bà con lại tiếp tục làm thêm khoảng gần tiếng nữa thì nghỉ trưa các bạn. Chú với cả bạn Flavio đang cho cây sang đây để bắt đầu kè cái đường bên này để lấy cái điểm cố định để mình san đất. Còn bên kia thì giờ là cho chú Si Cù bắt đầu là cuốc ra để lấy điểm này, để buổi sau là mình bắt đầu kè bao. Đi xin cổ tiết ra tè ra. Chỗ này nhiều đất lắm đấy bộ. Vừa hỏi các bà ba, các bà ba phải 4-5 ngày mới xong được. Tập trung được hết mọi người mà không ốm yếu cơ thì mới nhanh được. Đúng không mama? Ok, motorista bo. Ôi tụi bao xe đến liên tục à, không? Khánh để lại một cái rạch bên cạnh này là mình tôn cao đến đây đúng không các bạn, tôn cao để lại một cái rạch khoảng 40-50 phân để nước vẫn cứ chảy qua, mình làm luôn được luôn, kè ngon lành luôn, kể cả kè gỗ cũng ngon lành luôn. Xong bắt đầu mình mới tập trung là một hôm là mình nấp luôn. Như thế thì nó sẽ không bị dành nước. Mình nấp đến đâu là nước dành đến đấy. Chứ bây giờ mà mình nấp luôn á là nước nó sẽ dành lên là mình không cuốc được đất các bạn. Nhân để lại một cái khe để cho nó thoát. Thế Si Cù, Aki Si, cô Saki Si. Lúc vậy chú Avadeo đi cuốc đi đóng cùng mấy chú thì đã tay không khỏe rồi, nào Khánh phải đổi tay ngay cho bạn Flavio thanh niên này, vừa thấp nữa vừa lùn nữa, bạn mới khỏe tay tao rồi. Xin kêu con là thế đi. À, bố. Đúng
Thôi mọi người cứ đổ đi. Nhưng mà nghìn xe đất. Bộ, nghìn xe đất. Nghìn xe chưa chắc. Nghìn cũng không đủ được. Nhiều lắm. Ok mama. Ai. Ai. Đâu không? Nó tới bố em mama. Tao vô mama. Quý vị khán giả nhìn các mama có đội hình như này có được không ạ? Tinh thần của bà con quá tuyệt vời luôn ạ. Mama rất khỏe luôn ạ. Khánh ở điểm cuối đoán các mama. Tao xin 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 xin. Tao tinh thần của bà con chiến đấu rất là tuyệt vời luôn mama. Sầu gì nhổ. Tao mama follow đó. Motorista follow đó. Sí. Motorista, motorista, follow đó tao ăn đi. Ya. Accidente. Accidente. Tá bom, não acidente. Tá bom. Oi. Sí. Oi, oi. Tá bom. Tinh thần của bà con là quá tuyệt vời luôn ạ. Xe nào hôm nay cút được nhiều chưa? Nhẹ thôi nhiều đất lắm các bạn. Một chìm bằng bao nhiêu lỗi cơ. Người ta bố 3 chìm 7 lỗi. Cuốc chỗ này chỗ này. Đây Khánh quay cho quý vị khán giả xem. Chú xì cù xa đang tương đối rồi đấy. Chú xì cù bay xa bốc ca đúng không? Đây chú này, bắt đầu rằng từ trên cái kè bên kia bờ kè xa đến đây. Thì là cái đường này thì Khánh sẽ đóng bao bên trong, xong là sẽ đóng cọc ở bên ngoài. Với hai chú cháu bàn là như vậy. Thì cái trục đường này sau này Khánh đã nấp cao tận trên kia, thì là mọi người đi xuống đây giếng là rất là đẹp luôn. Hôm nào Khánh quay tổng thể flycam này, mọi người xem rất đẹp lắm. Mama, isu akaba isu sinh của Caro đi can xá. Vai cu mẹ. Khánh bảo các mama đã nốt 5 xe rùa đấy thôi. Cho mọi người nghỉ đi ăn cơm. Nghỉ lấy sức ăn cơm rồi ta lại chiến tiếp. Tao bông. Xe. Bao đây nữa. Đi đây ta. À, ta bông. Bully tử á. Xe. Ê, mama. Tà bông. Gần đến điểm đích rồi đấy bộ. Đây. Tà bông mama. Đích ăn sáng mama. Xe. Cho mọi người lốt. Đi xa mặt tin, đi xa mặt tin. Cho mọi người lốt xe này thôi. Mình nghỉ nghỉ. Úi giời bà cao ra mấy anh. Tà bông. Đi vào là. Đi xa mặt tin. Tà bông. Mama. Motorista. Ơi. Bà ba đi cả sao? Xe. Có cho mọi người nghỉ đâu thôi. Để lấy sức rồi. Buổi sau còn làm tiếp đi không? Dạo ngay. Lên mọi người à, ăn đùi gà cho nó khỏe. Thì à, cũng đến trưa rồi thì nào đi Khánh cho bà con nghỉ. Ôi bố cũng mấy bạn phải nào đóng nốt cọc đấy rồi nghỉ thôi. Thì nào quý vị khán giả theo dõi video của quý Khánh, thấy clip hay và ý nghĩa thì ủng hộ bà con bản nàng 16 hộ, bản nàng Hoa Hồng, để cho quý Khánh một lượt thích, một lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội và một lượt đăng ký kênh quý Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Khánh xin chân thành cảm ơn mọi người. Hy vọng rằng clip của quý Khánh có thể chạm đến trái tim của quý vị khán giả. Một lần nữa thì Khánh thay mặt bà con thì cảm ơn Mạnh Thường Quân ngày hôm nay hỗ trợ bà con bữa ăn.